Các bạn ơi, xem tôi hái rau này. Rau, rau thùng mọc ở bờ suối. Rất là đẹp. Đây, mình hái được một nắm rồi. Rau này rất là ngon nhé các bạn nhé. Trời nóng quá. Tôi nhìn mọc nhiều kìa, dập quá. Đây là rau rau thường mọc ở bãi cát bờ suối, mọc rất là non, cũng mọc quanh năm lại có. Rau này ăn lại rất tốt cho sức khỏe, nghe nói cây rau này ăn lại tăng tuổi thọ. Bởi vì cây rau này nó mọc ở dưới đất lên, nó nổi lên. Sau khi nó cũng như con giun vậy. Nó mới bắt đầu nở, thì còng còng ở xuống đất thôi, nó nổi lên. Trông thấy lấy về nấu ăn ngon lắm mọi người ơi. Cây này chắc mọi người không biết là cây thuốc quý giá đâu. Cây này ăn này sức khỏe con người mà lại còn tăng tuổi thọ cho mình nữa cơ. Cây này cũng là một cây thuốc mà. Chắc không ai biết cây này cũng là cây thuốc đâu. Cây này rất là mát. Nhưng mà mình phải gần suối. Có cát nhiều và trong hoặc trong khe. Nó mới có. Ở trên cao quá cũng không có đâu. Tiền thể hôm nay mình xuống đây mình sẽ lấy một nắm về nấu ăn. Nhưng mà cũng rậm quá, cũng không thấy có bao nhiêu. Cây cỏ mọc qua đi hết rồi, chỉ mọc một ít thôi các bạn ạ. Bức củ rau gì là cũng là một cây thuốc rất quan trọng. Nhưng mà các bạn chỉ ăn qua thôi, các bạn cũng chưa biết là cây gì là cây thuốc cả. Cây này cũng là một cây thuốc của dân tộc Dao Thanh Y. Mà ăn vào sẽ tăng tuổi thọ mà rất là sức khỏe cho con người. Bây giờ tôi sẽ lấy về nấu ăn, mọc ra. Cái cây nhỏ ấy xào nó mới ngon, cây to ấy xào kiểu không ngon mấy, mình phải bóc ra hết nấu mới chín. Rất là nóng mọi người ạ. Mình sẽ lấy thêm một ít nữa. Thì còn không có nhiều. Nó cũng tìm quanh đây xem còn có nhiều không. Đây mọi người, có đây, vẫn mọc đây. Mình sẽ lấy. Tới mình sẽ nấu ăn. Mình làm cái đan video này cho các bạn biết. Cái cây này rất là quan trọng với mình. Khi mà có nhiều người bảo không ăn được, nhưng mà ăn sẽ rất là ngon. Mình có thể chế biến được rất nhiều món mà. Ở vùng cao ấy, ở phiên chợ người ta rất hay mang ra bán. Ở miền xuôi không biết có không. Rau già quá thì cũng không nên ăn đâu mọi người ạ. Tiền thể hôm nay tôi sẽ các bạn ơi, đây là cây thuốc. Mình hay ra mồ hôi nhiều. Mình lấy về tắm này. Nhất là ra mồ hôi là ngấy. Tự nhiên bị sốt hoặc là ngủ ban đêm rất hay ra mồ hôi. Thì mình phải lấy cây này về tắm. Có lá. Vừa rồi tôi đã lấy ở trên rừng về. Phải ở trên
trên rừng sâu mới có. Khu này nhiều bướm bướm quá các bạn. Rất là nhiều con bướm bay quanh này đây. Các bạn có nhìn thấy cây thước này không? Đây. Thước này rất quý giá các bạn ơi. Mình thường là bị da mồ hôi lạnh. Ban đêm mình ngủ, quần áo mình ướt hết. Mình có thể lấy cây này về tắm này. Chính là cây này các bạn ơi. Cây này nó mọc ở trên rừng sâu nhá. Ở trên đấy có cây to, không ai phát. Nhất là cái cây cối to nhất. Không phải ở cái chỗ không ai đi lại, người ta phát đi phát lại ấy, không hay mọc. Cái cây này mình cũng có thể đun nước uống. Ở dưới gốc có cái rễ, rễ giống như ma kích vậy, giống y hệt nhưng mà mỏng hơn ma kích. Củ ma kích nó là dày, củ này hơi vàng vàng thôi. Các bạn đã nhìn thấy chưa? Đây đây đây, mình sẽ cho gần nhất cho các bạn thấy này. Đây là thước nam nhé. Nhất là cái mùa nóng, mình hay làm mệt về, nó hay bị. Còn sau nữa, mình tắm xong, mình rất thoải mái. Đôi khi mình giống như bị sốt vậy. Buổi sáng mình đã ra mồ hôi rồi, buổi sáng mình dậy, mình thấy rất mệt mỏi các bạn ạ. Các bạn có thấy mệt mỏi không? Đây là cây thước. Mình có thể đun một nồi thật to mà mình lấy ra tắm nhé. Ở quanh đây lại có rất nhiều con bướm nữa cơ. Đây này, bướm này bay rất nhiều nữa.